ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN. Và sau đây, Việt Hoàng sẽ gửi đến quý vị bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump thừa nhận khó khăn về dụng cụ y tế chống dịch COVID-19. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, thì Tổng thống Donald Trump khẳng định không dễ dàng để giúp các tiểu bang có đủ những dụng cụ y tế cần thiết như khẩu trang và máy thở vì hiện giờ thị trường các mặt hàng này trên toàn thế giới đều gặp khó khăn. Ông cũng cho biết giới chức liên bang đã cung cấp 400 máy thở cho thành phố New York, vùng tâm dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ, và thiết lập 4 bệnh viện dã chiến tại tiểu bang này nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch. Trước sự bùng phát dịch COVID-19, giới chức Hoa Kỳ từng cảnh báo hệ thống chăm sóc sức khỏe có nguy cơ sụp đổ khi các thiết bị y tế rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Thống đốc các tiểu bang đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy đạo luật sản xuất quốc phòng cho phép chính phủ gia tăng mức độ sản xuất dụng cụ y tế phục vụ cho nhu cầu du cấp thiết yếu. Tàu bệnh viện USNS Mercy đã khởi hành đến Los Angeles. Tàu bệnh viện USNS Mercy vào ngày hôm qua đã rời cảng hải quân San Diego để đến Los Angeles nhằm hỗ trợ đối phó dịch COVID-19. Thuyền trưởng John Rotruck, chỉ huy tàu Mercy, cho biết rằng tàu này đem theo một đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp cùng thiết bị y tế giúp giảm gánh nặng cho các bệnh viện dân sự địa phương tại Los Angeles, để các bệnh viện này có thể tập trung tốt hơn cho các ca nhiễm coronavirus. Tàu Mercy rời cảng hải quân San Diego với hơn 800 nhân viên y tế và hơn 70 nhân viên dân sự hỗ trợ. Các nhân viên dân sự sẽ làm nhiệm vụ điều khiển tàu, bốc dỡ hàng, sửa chữa các thiết bị và các dịch vụ khác nhằm giúp bệnh viện trên tàu vận hành trôi chảy. Tàu Mercy sẽ nhận trách nhiệm chữa trị cho các bệnh nhân không nhiễm COVID-19 và sẽ cung cấp dịch vụ đa khoa từ phẫu thuật đến chăm sóc cấp cứu. Việc này sẽ giúp các bệnh viện trên đất liền có thể dành chỗ trống trong phòng cấp cứu và máy thở cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tổng thống Donald Trump tỏ ý muốn phục hồi hoạt động thương mại của nước Mỹ càng sớm càng tốt. Phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình bệnh dịch chiều hôm qua, Tổng thống Trump đã nói sẽ đến lúc phải mở cửa nước Mỹ trở lại không lâu đâu. Khi các phóng viên đặt câu hỏi chừng nào, Tổng thống Trump trả lời sớm. Ông nhấn mạnh, tôi không nghĩ đến khoảng thời gian là hàng tháng đâu. Ý tưởng muốn nước Mỹ trở lại hoạt động bình thường sớm của ông Trump làm nhiều viên chức chính phủ bất ngờ. Tổng thống Trump cho rằng, những tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm thấp như Nebraska, Idaho và Iowa có thể vừa ngăn dịch hiệu quả và nhanh chóng, sau đó thu hồi lại các lệnh hạn chế tụ tập và đi lại để phục hồi sinh hoạt thương mại như trước. Và trong khi đó, thưa quý vị, Dân chủ Hạ viện đưa ra dự luật kích thích kinh tế 2.500 tỷ Mỹ Kim sau khi dự luật 2.000 tỷ Mỹ Kim của Cộng hòa bị kẹt ở Thượng viện. Vào tối thứ Hai, các dân biểu đảng Dân chủ tại Hạ viện đã đưa ra một dự luật của họ nhằm kích thích nền kinh tế đang bị tàn phá bởi đại dịch coronavirus. Trước đó, thì các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện đã hai lần ngăn chặn một dự luật kích thích do đảng Cộng hòa đưa ra. Phía Dân chủ nói rằng, dự luật của Cộng hòa đã thuận lợi cho các công ty hơn là cho các công nhân. Sự khác biệt là thêm 500 tỷ dành cho người đi làm, các bệnh viện và đại học bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trước sự việc dự luật của đảng Cộng hòa bị chặn đứng ở Thượng viện, nữ chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng khối Dân chủ của bà sẽ trình bày một dự luật cho thấy trách nhiệm đối với sức khỏe, tiền lương và tình trạng của người đi làm tại Hoa Kỳ. Và dự luật của đảng Dân Chủ sẽ tốn kém hơn 2.500 tỷ Mỹ Kim. Trước đó, vào sáng thứ Hai tại Thượng viện, đảng Dân Chủ đã hai lần liên tiếp cản trở dự luật đối phó coronavirus trị giá 2.000 tỷ Mỹ Kim tại Thượng viện, trong lúc các nhà lập pháp vẫn chỉ trích lẫn nhau vì sự thất bại của họ trong việc giảm nhẹ ảnh hưởng của đại dịch đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngân hàng Dự trữ Trung ương FED loan báo sẽ có các biện pháp kích thích kinh tế mới. Hôm qua, Chủ tịch FED ông Jerome Powell và các giới chức lãnh đạo khác của cơ quan này trong nỗ lực nhằm ngăn cản không để xảy ra tình trạng suy sụp toàn diện của nền kinh tế Hoa Kỳ do ảnh hưởng của COVID-19 đã nới rộng vai trò chủ nợ của mình, vốn lúc trước chỉ là đối với các ngân hàng, để lan tỏa ra các công ty và các thành phố khắp nước Mỹ. Tuy hiện còn nhiều chi tiết phải giải quyết, FED cùng Bộ Tài chánh Mỹ đang nhắm tới việc trở thành nguồn cung cấp tín dụng cho hàng triệu công ty Mỹ lớn nhỏ đủ cỡ
và cũng có thể là hàng trăm chính quyền ở cấp địa phương để giúp đối đầu với các tổn thất ghê gớm về nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, số tiền cần có để thực hiện việc này cũng rất lớn. Một số phân tích đã nói rằng sẽ cần phải ít nhất là 4.000 tỷ Mỹ Kim để cho các công ty vay. Và tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ có thể giảm 30%, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 30%. Chưa đầy một tuần sau khi dự báo tổng sản phẩm nội địa, viết tắt là GDP của Hoa Kỳ, giảm 4% trong quý 2 của năm 2020, các nhà phân tích tại hãng Morgan Stanley đã thông báo lại theo một hướng đáng lo ngại hơn. Theo đó, thì GDP có thể giảm đến 30,1% và tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 12,8%, tiêu thụ giảm 31%. Vào tuần trước, ngân hàng JP Morgan Chase dự báo GDP Hoa Kỳ giảm 14% trong quý 2, trong khi con số này của ngân hàng Goldman Sachs là 24%. Trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg, Chủ tịch Fed tại chi nhánh ở St. Louis, ông James Bullard, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ có thể lên tới 30% trong quý 2 do các lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế đại dịch. Trong khi đó, GDP thậm chí có thể mất một nửa. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các nhà kinh tế cảnh báo thế giới đang bước vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2009. Một lần nữa, xin quý vị hãy giữ nguyên băng tần 14.5 và chúng tôi sẽ quay trở lại với phần cuối của bản tin trong ngày.